Xin chào cả nhà, xin chào quý anh chị đầu tư đã đến với kênh của Thí nhé. Thí xin chúc cả nhà một ngày an lành, vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại là Thí đang đứng ở Phú Vinh, xã Phú Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa nha cả nhà. Bây giờ là Thí sẽ review cho cả nhà xem một cái lô đất tại vị trí này. Cái lô đất này với tổng diện tích là 84,9m2 nha cả nhà. Đất full thổ cư đó, xung quanh lô đất này nha cả nhà. Cái chiều ngang là 5m nha cả nhà. 5m từ cái cọc bên này. Đi qua bên này. Đó, cả nhà. Dài là hơn 16m nha cả nhà. Dài ra phía kia. Đó. Lô đất này khách đầu tư lâu rồi nên là có là cây mọc rất là nhiều. Con đường bê tông trước lô đất là đường hiện trạng 4m nha cả nhà. Đây là cái hướng đi vô lô đất. Khí hậu ở đây rất là mát mẻ nha cả nhà ơi. Cái lô đất này cách cái đường 23 tháng 10 hơn 1km nha cả nhà. Trong bán kính 1,5km thì có chợ ga, trường trung học phổ thông Hà Huy Tập, trường trung học cơ sở Trương Thế Vinh, ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh nha cả nhà. Đó. Vị trí rất là tiềm năng. Đó. Xung quanh lô đất nha cả nhà ơi. Dân cư ở đây thì hiện hữu rất là đông đúc. Đó. Dân cư xung quanh nha cả nhà. Đó, xung quanh đây nha cả nhà ơi. Ok nha, dân cư xung quanh. Ở phía trên đó nhà cũng rất là nhiều nha cả nhà. Tổng thể lô đất nha cả nhà ơi. Thế xin nhắc lại là tổng diện tích là 84,9 nha cả nhà. Đất full thổ cư, ngang 5m, dài hơn 16m. Đó. Đất này thì phù hợp để đầu tư, xây nhà để ở. Giá cũng rất là đầu tư. Nếu quý anh chị nào mà quan tâm á, thì hãy nhanh tay inbox hoặc gọi điện cho Thí với số điện thoại 0356004325. Thí xin phép dừng video tại đây. Xin cảm ơn cả nhà đã dành tí thời gian xem qua video của Thí ạ. Nếu cả nhà thấy video này hay và thú vị thì hãy nhấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ Thí nhé. Bye bye cả nhà.